Xin chào các em. Video hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài toán tích hợp các quy luật di truyền, trường hợp có gen di truyền liên kết giới tính. Đây là một dạng chúng ta thường xuyên gặp trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đặc biệt là ở những câu vận dụng ca. Vậy thì làm thế nào để xác định được toán quy luật di truyền có gen liên kết với giới tính? Trước hết là chúng ta sẽ ôn lại một xíu về trường hợp di truyền liên kết giới tính. Vậy thì nhắc lại cho cô thế nào là di truyền liên kết giới tính? Di truyền liên kết giới tính đây là hiện tượng gen quy định tính trạng thường. Mà gen này nằm trên nhiễm sắc thể gì em? Giới tính. Thứ nhất, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Gen nằm trên vùng không tương đồng của X. Nếu mà gen nằm trên vùng không tương đồng của X, chúng ta thường gọi ngắn gọn là gen nằm trên X. Gen nằm trên X thì không có allele tương ứng trên Y. Và đặc điểm di truyền đó là di truyền chéo. Tỷ lệ kiểu hình thường là phân bố không đồng đều ở hai giới. Thường phân bố không đồng đều ở hai giới. Trường hợp thứ hai là gen nằm trên vùng không tương đồng của gì em của Y. Có nghĩa là gen nằm trên Y nhưng mà không có allele tương ứng trên X. Và đặc điểm di truyền trong trường hợp này là di truyền thẳng. Ví dụ ở người thì di truyền từ bố cho con trai sang cháu trai. Ở các loài sinh vật nói chung thì di truyền theo giới gì em? Dị giao. Theo giới dị giao có nghĩa là di truyền cho cơ thể có kiểu gen, có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY. Và trường hợp thứ ba là gen nằm trên vùng tương đồng XY. Như vậy trong trường hợp gen nằm trên vùng tương đồng XY thì tỷ lệ kiểu hình cũng gần giống với gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tuy nhiên tỷ lệ kiểu hình phân bố thường không đồng đều ở hai giới. Và trong trường hợp gen nằm trên vùng tương đồng XY thì thường kết quả sẽ cho ngược lại với trường hợp gen nằm trên nhị gam X. Chúng ta sẽ có bài tập cụ thể ở phần này. Và thứ hai là các em cần lưu ý cho cô đó là gì? Đó là cặp nhiễm sắc thể giới tính ở các loài. Như vậy để làm được bài tập toán di truyền mà có gen liên kết giới tính, di truyền liên kết giới tính thì thứ hai là các em ngoài cái việc mà các em xác định gen nằm ở X hay là Y hay là vùng tương đồng XY thì các em cần phải xác định được cặp nhiễm sắc thể giới tính ở các loài. Cô ví dụ như ở ruồi giống, ở thú, ở người thì XX là giới cái, XY là giới gì? Giới đực. Nhưng mà ngược lại ở chim, gà thì XX chính là con gà trống, XY là con gà gì em? Gà mái. Còn ở các loài sinh vật khác thì tùy thuộc vào đề bài sẽ cho. Như vậy, cái việc mà xác định được gen nằm ở trên X, trên Y hay là gen nằm trên vùng tương đồng XY và cặp nhiễm sắc thể giới tính ở các loài sẽ giúp cho chúng ta giải được bài toán di truyền liên kết giới tính. Đây chính là hai cái khía cạnh mà các em cần phải xác định khi mà chúng ta đọc dữ liệu của đề bài. Và ở đây cô lưu ý thêm đó là gì? Cô lưu ý thêm trong trường hợp gen nằm trên nhiễm sắc thể X và gen nằm trên nhiễm sắc thể XY thì nó khác nhau như thế nào? Vậy cô sẽ có trường hợp thứ nhất, đó là trường hợp nếu như mà gen nằm trên X. Xét một gen có 2 allele mà gen nằm trên X thì một phép lai, cô giả sử F1 lai với F1 cho ra đời con có kiểu hình 3-1.
Nếu mà gen nằm trên X thì ví dụ như phép lai của F1, lai với F1 cô sẽ có phép lai như sau. XA lớn XA nhỏ nhân với XA lớn Y. Ở đời F2 cô sẽ có tỷ lệ kiểu gen. XA lớn XA lớn. XA lớn XA nhỏ. XA lớn Y. XA nhỏ Y. Trong trường hợp một gen có hai allele gen nằm trên X, nếu phép lai F1 lai với F1 như thế này cho ra đời F2, chúng ta sẽ có bốn kiểu gen. Với gì cam? Có bốn kiểu gen với tỷ lệ của mỗi kiểu gen là 1:1:1:1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Nếu trội hoàn toàn thì các em sẽ thấy chúng ta sẽ có ba trội một lặng. Nếu lặng này mà ở ở đây là ba trội một lặng nha các em. Nếu như mà trường hợp này là ở loài ruồi giống, thú hay là người thì lặng này sẽ biểu hiện ở con gì các em? XY là con gì? Con đực. Như vậy chúng ta có thể suy ngược lại, ở ruồi giống mà cho một phép lai ba trội một lặng, lặng này biểu hiện ở con đực thì các em sẽ suy ra gen nằm trên gì các em? X. Hoặc ở gà, nếu mà ở gà thì lặng này sẽ biểu hiện ở con gà gì các em? XY là con gà mái. Ở gà mà cho phép lai ba trội một lặng mà lặng này ở con gà mái là XA nhỏ Y thì các em suy ra gen nằm trên gì? X. Phép lai thứ hai. Cô giả sử gen nằm trên vùng tương đồng XY. F1 lai với F1 có kiểu gen sau. XA lớn XA nhỏ lai với XA nhỏ YA lớn cho đời F2 như sau. 1 XA lớn XA nhỏ. 1 XA nhỏ XA nhỏ. 1 XA lớn Y. 1 XA nhỏ Y. Đây là trội nè các em, trội. Còn đây là kiểu hình gì? Lặng. Đây lặng. Lặng này cô giả sử như ở ruồi giống thì lặng này biểu hiện ở con cái. Còn nếu như ở gà thì lặng này biểu hiện ở con đực. Như vậy tóm lại, nếu như mà phép lai F1 nhân với F1 cho ra đời con ba trội một lặng, lặng này mà biểu hiện ở con XX thì chứng tỏ gen nằm ở trên vùng tương đồng gì các em? XY. Được chưa nào? Còn nếu như mà lặng mà biểu hiện ở con đực, ở con đực ví dụ như ở gà trống mà ở con đực thì chứng tỏ gen nằm trên XY. Như vậy đây chính là cái cơ sở mà các em sẽ xác định cho cô tính trạng là do gen nằm trên X hay là do gen nằm trên gì? XY. Ở đây chúng ta sẽ chú ý tới toán tích hợp. Toán tích hợp mà có liên kết với giới tính, có gen nằm trên giới tính thì các em có thể là tích hợp giữa gì các em? Di truyền liên kết với giới tính kết hợp với toán tương tác gen. Thứ hai, có thể là vừa di truyền liên kết giới tính mà có thể là liên kết gen hoặc là gì các em? Hoán vị gen. Hoặc một cặp là di truyền liên kết với giới tính và một cặp nằm trên thường, có nghĩa là đây là tích hợp giữa giới tính và phân ly gì các em? Độc lập. Chúng ta sẽ đi vào những cái bài tập cụ thể và cô sẽ hướng dẫn các em cách xác định bài toán tích hợp các quy luật di truyền, trong đấy là có trường hợp có gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Chúng ta sang câu thứ nhất. Ở một loài côn trùng, con cái XX mắt đỏ thuần chủng lai với con đực XY mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Lai phân tích con đực F1, đời con một cái đỏ, một cái trắng, hai đực đỏ. Nếu F1 giao phối tự do, trong tổng số cá thể mắt đỏ, cá thể con cái không thuần chủng chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Như vậy đối với câu này, gặp một bài toán như thế này thì các em cần phải xác định cho cô. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhận dạng bài toán này nó có di truyền liên kết giới tính, có tích hợp giới tính hay không. Như vậy để xác định xem thử có tích hợp giới tính hay không thì các em xem này. B lai với nhau được F1, lai phân tích con được F1 được kết quả FA. Kiểu hình FA này các em. Một cái đỏ này, một cái trắng. Như vậy đối với con cái thì có một đỏ một trắng.
hai đực trắng. Như vậy con đực thì chỉ có con trắng thôi, không có đỏ. Vậy thì ở đây các em thấy là tỷ lệ kiểu hình như nào? Các em không đồng đều ở hai giới. Mà tỷ lệ kiểu hình không đồng đều hai giới thì sẽ có trường hợp sẽ có gen nằm trên nhiễm sắc thể gì các em? Giới tính. Vậy đây là bài toán phép lai một cặp tính trạng. Cặp tính trạng này là về cấp cặp tính trạng màu mắt. Đó là màu đỏ và màu gì các em? Màu mắt trắng. Đây là phép lai một cặp tính trạng. Thì khi mà chúng ta xác định được là có di truyền liên kết giới tính thì các em cần phải lưu ý cho cô. Lưu ý về các dữ kiện này. Ở một loài côn trùng con cái XX, đề đã cho là con cái XX rồi, lai với con đực XY. Mắt đỏ thuần chủng lai với mắt trắng thuần chủng. Vậy thì các em cần phải viết, đọc đề đến đâu các em viết nó nói cho cô. Con cái là XX này các em, con cái XX mắt đỏ thuần chủng. Lai với con đực XY mắt trắng thuần chủng. Cho ra F1 100% mắt đỏ. Nha. Như vậy, đỏ mà lai với trắng cho ra 100% mắt đỏ. Từ đây mình có suy ra được mắt đỏ là trội so với mắt trắng không các em? À không nha. Bởi vì chúng ta chưa biết là cái tính trạng màu mắt này là do một cặp gen hay là nhiều cặp gen. Nếu như mà đề cho thêm dữ kiện biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng thì đỏ mà lai với trắng cho ra 100% đỏ, lúc này mình sẽ kết luận đỏ là trội. Nhưng mà đối với câu 1 này đề có cho là mỗi gen quy định một tính không các em? Không. Như vậy thì có thể sẽ xảy ra trường hợp gì? Tương tác gen. Vậy bây giờ tiếp tục lai phân tích con gì? Con đực F1. Con đực F1 là con XY. MF1 là mắt gì các em? 100% đỏ. Lai phân tích này có nghĩa là lai phân tích với con cái XX. Cho ra đời FA như sau. Các em xét riêng từng giới ở giới cái, giới đực. Khi mà các em xét riêng từng giới thì chúng ta sẽ có gì đây? Một cái đỏ, một cái trắng. Riêng giới cái này cô sẽ có một đỏ, một trắng. Ở giới cái này, giới đực này. Giới cái là một đỏ, một trắng. Còn ở dưới đực thì hai đực trắng. Đây là xét riêng từng giới. Cả hai giới, các em cộng lại cho cô. Cả hai giới thì chúng ta sẽ có một đỏ, ba trắng. Được chưa? Và cái đỏ này chỉ biểu hiện ở con gì các em? Con cái thôi. Vậy các em chú ý cho cô. Phép lai phân tích của con đực đỏ lai với cái trắng. Con cái trắng là XX. Lai phân tích với con cái trắng thì chứng tỏ rằng con cái trắng này sẽ đồng hợp và chỉ cho một loại giao tử. Mà kết quả phép lai phân tích FA cho 1,3 là 4 tổ hợp. Như vậy từ đây các em có thể suy ra con đực đỏ này sẽ cho 4 loại giao tử. Mà 4 loại giao tử nhưng mà có trường hợp có gen nằm trên giới tính. Vì sao các em? Bởi vì các em thấy kết quả đực và cái khác nhau. Như vậy chứng tỏ rằng có một cặp nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Mà để cho 4 tổ hợp thì chứng tỏ phải có một cặp khác nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cô ký hiệu là cặp A nằm trên thường, A lớn hay nhỏ. Lai với X, B lớn Y. Cô giả sử gen nằm trên X trước. Như vậy ở đây phải do hai cặp gen tạo ra 4 loại giao tử. Lai với con cái trắng XX. Con cái trắng chỉ cho một loại giao tử đồng hợp lặng, bởi vì lai phân tích này các em thì con cái trắng này sẽ có kiểu gen là A nhỏ, XB nhỏ. Vậy chúng ta nháp thử ở đời con FA như thế nào. Cặp A này có một A lớn, một A nhỏ. Cặp XY này cô sẽ có một XB lớn, XB nhỏ, một XB nhỏ Y. Đây là kết quả phép lai phân tích. Vậy thì cô sẽ nhẩm thử là có đúng là con cái là một đỏ một trắng hay không. Như vậy ở đây hai cặp gen cặp A và cặp B cùng quy định màu đỏ, vậy thì sẽ là cái gì các em? Tương tác đúng không? Đời con sẽ cho là con cái một đỏ một trắng. Con cái là XX nha các em, một đỏ một trắng, được chưa? Một đỏ là A lớn B lớn đỏ này các em, A lớn B nhỏ sẽ là trắng. Con đực hai trắng,
Con đực thì chúng ta sẽ có gì? Con đực là XY nha các em. A lớn, B nhỏ. A nhỏ, B nhỏ. Như vậy từ đây các em có thể thấy rằng là phép Lie này tuân theo tương tác. A lớn, B lớn là đó. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có A lớn, B lớn đó. Còn các kiểu khác, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn, A nhỏ, B nhỏ. Ba kiểu này là kiểu hình màu trắng. Như vậy ở đây, tính trạng màu mắt này là tuân theo quy luật gì các em? Tương tác gen. Tương tác này là tương tác bổ sung theo kiểu chính vậy. Có hai alen trội, không alen, A lớn, B lớn thì sẽ đỏ. Còn các trường hợp khác sẽ trắng. Và có một cặp gen nằm trên thường, một cặp gen nằm trên ít. Khi mà các em thử phép Lie này mà đúng với kết quả đực và cái kiểu hình ở DFA thì suy ra là giả thiết của mình gen nằm trên ít đúng. Còn nếu như mà kết quả nó bị ngược lại với FA thì có thể là nó không nằm trên ít mà có thể nằm trên vùng tương đồng gì các em? XY. Như vậy ở đây các em thử gen nằm trên ít thì đúng rồi. Vậy mục đích của bài này cho B cho ra F1, Lie phân tích F1 cho ra FA. Có nghĩa là gì? Bây giờ F1 giao phối tự do với nhau. Vậy các em phải xác định những kiểu gen nào của F1. Ở đây từ FA. Từ FA thì các em sẽ suy ngược lên kiểu con đực của F1. Được chưa? Từ con đực của F1 thì các em suy ngược lên B. Rồi từ B này lai với nhau. Các em mới suy ra kiểu gen của đực và cái ở F1. Rồi cho kiểu gen của đực và cái ở F1 lai với nhau. Được chưa các em? Bây giờ chúng ta đã xác định được kiểu gen của F1 rồi này, con đực. Từ con đực này các em suy ra FA cho cô. Suy ra kiểu gen của B cho cô. Vậy B thuần chủng này chúng ta sẽ có gì các em? Đỏ, cái đỏ thuần chủng. Ta sẽ có A lớn, X B lớn, X B lớn. Con đực trắng, để cho ra F1 là A lớn hay nhỏ thì đây phải lai A nhỏ nhỏ. X B gì? B nhỏ ơi. Vậy ở F1 chúng ta sẽ có kiểu gen gì các em? A lớn, A nhỏ, X B lớn. X B nhỏ là con cái. Rồi A lớn, A nhỏ, X B lớn, Y là con đực. Kiểu hình 100% đỏ. Được chưa các em? Tóm lại là chúng ta đã xác định xong kiểu gen của F1. Đây, kiểu gen F1 gồm có hai kiểu, kiểu đực và kiểu cái. Bây giờ F1 giao phối với nhau. Bây giờ cô sẽ có F1 giao phối với nhau như sau. Xóa ra đây để nháp cho nó dễ nhìn. F1 giao phối tự do. F1 bây giờ cô sẽ có hai kiểu gen. F1 nhân với F1 này nha. Là A lớn A nhỏ, X B lớn, X B nhỏ nhân với A lớn A nhỏ, X B lớn, Y. Cho ra đời F2. Các em xem thử đề hỏi gì. Trong số cá thể mắt đỏ, cá thể cái đỏ không thuần chủng. Vậy ở F2 này tính cho cô. Trong tổng số đỏ là A lớn, X B lớn. Đề có đề cập tới là cái đỏ hay đực đỏ không các em? Không. Như vậy trong tổng số cá thể mắt đỏ nói chung, con cái mắt đỏ không thuần chủng. Vậy con cái mắt đỏ mà không thuần chủng thì gồm cái gì? Con cái sẽ là XX, đúng không các em? Mắt đỏ thì sẽ là A lớn, B lớn, không thuần chủng, các em có thể là dị hợp hai cặp. Hoặc A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn, A dị hợp, B đồng hợp. Hoặc A đồng hợp, B dị gì các em hợp. Có ba trường hợp. Tuy nhiên, cô hướng dẫn cách xác định nhanh. Con cái mắt đỏ không thuần chủng thì các em lấy tổng con cái mắt đỏ là A lớn, X B lớn, X nhỏ. Trừ cho con cái mắt đỏ thuần chủng A lớn, X B lớn, X B lớn. Cách này dùng loại trừ thì chúng ta sẽ giải nhanh hơn rất nhiều, đúng không? Rồi, bây giờ trong phép Lie F1 này các em. Bây giờ F1 Lie với F1 này. Đây, đây là chính là phép Lie F1 nha. Đấy. Bây giờ từ cái phép Lie này các em xác định F2 cho cô. Riêng cặp A riêng ra. A lớn hay nhỏ nhân với A lớn hay nhỏ cho đời con A lớn là 3 phần 4. Cặp B, cặp XY. Cặp XY mà cho ra đời con XB lớn gặp cả đực lẫn cái cũng 3 phần 4. Đúng không em? Rồi ở trên tử. Trong cặp A này cho A lớn là 3 phần 4. XB lớn X gồm có XB lớn, XB lớn, XB lớn, XB nhỏ là 2 phần 4. Trừ cho A lớn là 1 phần 4.
XP lớn, XP lớn cũng 1 phần 4. Như vậy, các em rút gọn biểu thức này cho cô. 6 phần 16 trừ 1 phần 16 là 5 phần 16. Chia cho 9 phần 16. Như vậy, đáp án là 5 phần 9. Như vậy, câu này sẽ là câu gì các em? Câu B. Vậy đối với câu số 1 này thì các em lưu ý cho cô. Đây là toán tích hợp giữa gì? Giữa quy luật gì các em? Tương tác gen. Và đây là tương tác bổ sung. Có một cặp gen nằm trên thường và một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể gì các em? X, nằm trên vùng không tương đồng của X. Rồi, chúng ta xong câu số 1. Các em sang cho cô câu số 2. Và các em sang luôn câu số 3, chập nữa cô làm câu số 2 xong. Do câu số 3 gần giống với câu số 1. Rồi câu số 3 này nha. Ở một loài côn trùng, đề cho cũng tương tự. Con cái XX mắt đỏ thuần chủng lai với con đực XY mắt trắng thuần chủng. Thu được F1 100% đỏ. Con đực F1 lai phân tích. Ở đời con, một cái đỏ, một cái trắng, hai đực trắng. Nếu F1 giao phối với nhau trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả thu được F2? Câu 3 này, câu này giống hệt với câu vừa rồi chúng ta giải. Như vậy câu vừa rồi chúng ta đã giải cách biện luận cũng tương tự nha các em. Như vậy B ở đây, con cái thuần chủng mắt đỏ sẽ là cái gì? A lớn, X, B lớn, X, B lớn. Nhân với con đực mắt trắng, A nhỏ, X, B nhỏ, Y. Như vậy F1 cô sẽ có A lớn, A nhỏ, X, B lớn, X, B nhỏ là con cái. A lớn, A nhỏ, X, B lớn, Y là con đực. Cho tỷ lệ 1:1. Kiểu hình là 100% đỏ nha em. Bây giờ F1 giao phối với nhau. Ở giới tính thì đực và cái có kiểu gen khác nhau. Cho nên khi F1 giao phối với nhau, thì chúng ta sẽ có gì các em? A lớn, A nhỏ, X, B lớn, X, B nhỏ. Nhân với A lớn, A nhỏ, X, B lớn, Y. Cho ra đời F2. Bây giờ đề hỏi này. F2 xuất hiện 12 kiểu gen. Cách tính kiểu gen là các em tách riêng từng cặp ra. Bởi vì giữa cặp A với cặp B này là phân ly độc lập. Cho nên khi tính thì chúng ta dùng tích. Cặp A sẽ cho 3 loại kiểu gen. Cặp B sẽ cho mấy loại kiểu gen các em? 4. Đây. Khi cô tách riêng cặp A này. Cặp A này cô sẽ có gì các em? A lớn A nhỏ nhân với A lớn A nhỏ sẽ cho đời con 3 kiểu gen, 1 A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ A nhỏ. Cặp XY này các em. XB lớn XB nhỏ nhân với XB lớn Y cô sẽ có đời con 1B lớn B lớn, 2B lớn B nhỏ, 1B lớn Y, 1B nhỏ Y. Được chưa nào? Như vậy tổng số kiểu gen là 3 nhân 4 sẽ bằng gì nha? 12, ý số 1 đúng. Ý số 2, cá thể đực mắt trắng chiếm 5 phần 16. Con đực sẽ là con gì các em? XY. Mắt trắng thì chúng ta sẽ có các trường hợp nào? Ý số 2, con đực mắt trắng nha các em. Ý số 2 này nha. Con đực là XY. Mắt trắng thì chúng ta sẽ có A lớn B nhỏ. Đúng không? Rồi, ngoài ra chúng ta còn có A nhỏ, X, B lớn, Y. Và A nhỏ, X, B nhỏ, Y. Rồi trong phép line này, trong phép line F1 nhân với F1 này nha. Cô tô cái phép line F1 với F1 cho các em xem. Được chưa? Vậy trong phép line này A lớn, cặp A này cho A lớn 3 phần 4. Cặp X, B nhỏ, Y là 1 phần 4. Đấy, cộng với A nhỏ 1 phần 4. XB lớn Y là gì các em? Cũng 1 phần 4. Cộng với A nhỏ 1 phần 4. XB nhỏ Y cũng 1 phần 4. Như vậy chúng ta sẽ cộng lại là thành 1, 2, 3, 4, 5. 5 phần mười mấy các em? 16. Ý số 2 đúng. Ý số 3. Con cái mắt trắng thuần chủng. Ý số 3 này. Con cái là XX. Mắt trắng thuần chủng thì gồm có gì? Cô sẽ có A lớn, B nhỏ. Rồi, A nhỏ, X, B lớn. Và cuối cùng là A nhỏ, X, B gì? B nhỏ. Vậy trong phép line này tạo ra được kiểu gì? Trong phép line này F1 là với F1 không tạo ra được X, B nhỏ, X, B nhỏ.
Như vậy, kiểu gen thứ nhất này không có, kiểu gen thứ hai này cũng không có, chỉ có kiểu gen ở giữa này thôi. Vậy trong phép line này A nhỏ nhỏ là 1 phần 4, đúng không em? XB lớn cũng 1 phần 4. Nhân vô sẽ bằng gì? 1 phần gì? 16. Như vậy con cái trắng hình chuẩn chúng ta chỉ có một kiểu gen duy nhất, 1 phần 16, ý số 3 sai. Ý số 4. Trong tổng số con cái, trong tổng số con mắt đỏ, con cái mắt đỏ không thuần chủng. Con này tương tự như câu 1, cô làm lại. Trong tổng số mắt đỏ là A lớn, X, B lớn, X. Con cái mắt đỏ không thuần chủng sẽ bằng tổng con cái mắt đỏ trừ cho con cái mắt đỏ như thế nào gan? Thuần chủng, được chưa? Sẽ bằng A lớn là 3 phần 4, XB lớn X gạch là 1 phần 2, trừ cho A lớn là 1 phần 4, XB lớn là 1 phần 4. Đúng không em? Ở đây 1 phần 2 này cô. Rồi, cô có thể ghi là 2 phần 4 cũng được. Rồi, A lớn là 3 phần 4, XB lớn gạch cũng 3 phần 4. Như vậy đáp án sẽ bằng 5 phần gì em? 9, ý 4 đúng. Vậy đối với câu này cũng tương tự biện luận giống câu số 1. Số phát biểu đúng về kết quả ở F2, chúng ta sẽ có ý 1, ý 2 và ý 4. Chúng ta đã có đáp án gì các em? Rồi, chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo. Ở một loài động vật, khi cho con đực XY, chúng ta phân tích đề nha các em. Khi mà giải toán quy luật di truyền, đặc biệt là những dạng toán tích hợp mà toán nghịch. Toán nghịch có nghĩa là khi cho kết quả đời con, các em phải suy ra quy luật di truyền chi phối. Thì cái việc mà phân tích đề rất quan trọng, các em phải có kỹ năng phân tích đề, cô hướng dẫn này. Cho con ở một loài động vật con đực XY. Đấy, đề đã cho là con đực XY rồi nha em, con đực XY. Mắt trắng giao phối với con cái. Con đực XY thì con cái này phải là x gì em? XX. F1 đồng loạt mắt đỏ. F1 giao phối tự do F2. Các em xem thử có di truyền liên kết giới tính ở đây không? Con đực đỏ này, 18,75 đực đỏ, 25 đực vàng, 6,25 đực trắng. Cái đỏ là 37,5, cái vàng là 12,5. Như vậy, ở đây con đực này nha, đực, đực. Đực thì gồm có đỏ, vàng và đực trắng. Còn đối với con cái thì cô sẽ có gì các em? Cái đỏ, cái vàng. Như vậy kiểu hình ở hai giới có giống nhau không các em? Không. Chứng tỏ có hiện tượng gen di truyền liên kết với gì? Giới tính. Vậy thì chúng ta nháp câu này chúng ta sẽ làm thế nào? Bây giờ các em cứ viết bình thường. B. Con đực. Đề cho con đực là XY. Các em viết XY vào mắt trắng. Giao phối với con cái. Vậy con đực XY thì con cái sẽ là X gì các em? X mắt đỏ. Thu được F1 đồng loạt mắt đỏ 100% gì? Đỏ. Bây giờ F1 giao phối tự do. Bây giờ F1 lai với F1. F1 lai với F1 thì cho kiểu hình F2. Chúng ta phân tích kiểu hình F2 cho cô. Con đực, con cái, cả gì? Hai giới. Các em chú ý cho cô. Ở con đực này. Con đực thì có màu đỏ, vàng và trắng. Con đực đỏ, vàng, trắng. Các em xem tỷ lệ cho cô. Đỏ là 18,75. Vàng là 25. Trắng là 6,25. Như vậy trắng là mình cho 1. Thì vàng sẽ 4. Và đỏ sẽ gì các em? 3. Còn ở con cái gồm có đỏ với vàng thôi. Cái đỏ, cái vàng. Cái đỏ là 37,5, vàng là 12,5, các em rút gọn 31. Như vậy cả hai giới, khi mà các em xét cả hai giới là các em xét được sao? Ở giới đực 341 là có 8 tổ hợp. Ở giới cái 31 có 4 tổ hợp. Nhưng mà trong một phép line đực và cái bằng nhau, tỷ lệ 1:1. Như vậy cái chỗ giới cái 31 này, giới cái 31 này các em phải nhân lên, quy đồng lên để bằng 8 tổ hợp ở giới đực.
Như vậy khi mà các em quy đồng lên thì các em sẽ có gì các em? 3-1 bây giờ các em viết lại thành là gì? 6-2. Đấy. Vậy thì cả hai giới các em cộng lại, cả đực lẫn cái thì có màu đỏ, vàng và trắng, tỷ lệ bao nhiêu? Đỏ là 3 cộng 6 là 9. Vàng là 6 vàng, 1 trắng. Như vậy 9, 6, 1 là bao nhiêu tổ hợp các em? 16 tổ hợp. Chứng tỏ F1 là 4 loại giao tử nhân với 4 loại giao tử. Mà ở đây đực và cái khác nhau này các em, đúng không? Như vậy chứng tỏ phải do gì? Có một cặp nằm trên thường, một cặp nằm trên giới tính. Tình trạng này do hai cặp gen tương tác theo kiểu 961. Trong đấy A lớn B lớn là quy định gì? Đỏ. A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn là quy định gì các em? Vàng. Và A nhỏ B nhỏ là quy định gì các em? Trắng. Vậy để cho 961 này thì F1 này sẽ là A lớn A nhỏ, X B lớn, X B nhỏ. Nhân với A lớn A nhỏ, X B lớn, Y. Vậy các em nháp thử đúng là gen nằm trên X hay không? Hay là nằm trên X Y? Vậy để bây giờ mình thử là mình thử viết nằm trên X. Vậy thì các em nháp thử cho cô có đúng hay không? Đây. Ở đời F2 các em nháp cho cô. Cặp A chúng ta sẽ có 3A lớn, 1A nhỏ. Cặp x y chúng ta sẽ có 2xb lớn x. 2xb lớn x có nghĩa là xb lớn, xb lớn, xb lớn, xb nhỏ. Có nghĩa con cái nha em. Con cái xb lớn thì có hai tổ hợp. 1xb lớn y và 1xb nhỏ y. Các em nhân vô cho cô. Rồi. Nhân vô này, con đực là con x y nha các em. Có phải là con đực là ba đỏ hay không? Đỏ là A lớn, B lớn. 3 đỏ, 3A lớn B lớn, 4 vàng, vàng là gồm có A lớn B nhỏ là 3 vàng, cộng với A nhỏ B nhỏ 1 vàng là 4 vàng, đúng không các em? Rồi, 4 vàng A lớn B nhỏ, A nhỏ B nhỏ là trắng rồi, A nhỏ B lớn mới vàng. Như vậy, khi mình nhân ở giới đực lên thì mình thấy đúng là 3, 4, 1. Còn giới cái thì các em sẽ có là gì? Ở dưới cái này nha. Dưới cái này. 3A lớn kết hợp với 2XB lớn là 6A lớn B lớn là 6 cái đỏ. Và hai cái vàng. Như vậy đúng gen nằm trên ý không nha? Đúng. Như vậy ở đây mình khẳng định gen nằm trên ý. Còn nếu mà kết quả nó ngược lại với phép line này, kết quả nó ngược lại với đực và cái này thì các em phải thử gen nằm trên ý y nha. Rồi. Bây giờ tóm lại là chúng ta đã xác định được kiểu gen của gì? F1. Bây giờ F1 lai với nhau thu được F2. Đề hỏi gì? Cho các con đực và cái mắt vàng ở F2 giao phối với nhau. Vậy ở F2, cho đực và cái mắt vàng ở F2, cô gọi là 2 phẩy. Bây giờ con đực vàng ở F2 lai với con cái vàng ở F2. Vàng là A lớn B nhỏ và A nhỏ B gì các em? B lớn. Như vậy đực vàng có kiểu gen như thế nào? Vàng thì con đực thì cô sẽ có cái gì các em? A lớn x B nhỏ y. Đúng không? Rồi. Rồi A nhỏ x B gì? B lớn y. Đây là con vàng. Đực vàng. Được chưa? Tiếp theo là con cái vàng. Con cái vàng thì cô có A lớn, x B nhỏ, x B nhỏ. Rồi A nhỏ, x B lớn, x. Đúng không em? Chỉ có hai trường hợp thôi. Vậy thì từng cái nhóm đực vàng và cái vàng cụ thể chúng ta sẽ có những kiểu gen nào. Con đực vàng này em, con đực vàng A lớn, x B nhỏ, y. Thì cô sẽ có A lớn thì gồm có gì các em? Cụ thể viết ra này. Cùng có A lớn, x B nhỏ y. Rồi, A lớn, A nhỏ, x B nhỏ y. Và A nhỏ, x B lớn y. Các em xác định tỷ lệ kiểu gen của từng kiểu. Như vậy, chú ý cho cô, đây, F1 lai với F1 này. Từ phép lai F1 lai với F1, các em xác định kiểu gen các con đực vàng ở F2 gồm có gì? Các em nhân vô. Tách riêng cặp A riêng ra. A lớn, A nhỏ nhân với A lớn, cho A lớn, A lớn 1 phần gì các em? Cái này là 1 phần 4. Đúng không?
kem nháp ở dưới đây trước. Rồi B lớn B, B nhỏ Y. Thì sẽ trong phép line này sẽ cho x B nhỏ Y này cũng 1 phần 4. Như vậy tóm lại là 1 phần 16. Kiểu gen thứ hai, A lớn A nhỏ này là 2 phần 4. Đúng không? Cặp A này cho A lớn A nhỏ 2 phần 4. X B nhỏ Y là 1 phần 16. 1 phần 4. Như vậy nhân vô chỗ này các em có 2 phần 16. Rồi, kiểu gen thứ ba, A nhỏ 1 phần 4. X B lớn Y cũng 1 phần 4. Như vậy các em nhân vô là 1 phần 16. Nhưng mà trong tổng được vào thì chỉ có mấy tổ hợp? 1, 2, 1 là 4 tổ hợp thôi. Như vậy các em lấy lại tỷ lệ bây giờ 0,16 nữa. Mà chúng ta sẽ lấy lại tỷ lệ là 1 phần 4, 2 phần 4 và 1 phần gì em? 4. Như vậy đây chính là kiểu gen của các con đực vàng. Bây giờ kiểu gen của các con cái vàng. Con cái vàng thì cái kiểu này có không em? XB nhỏ, XB nhỏ. Trong phép line này đời con có cho XB nhỏ, XB nhỏ không? Không. Như vậy kiểu gen A lớn, XB nhỏ, XB nhỏ chúng ta bỏ. Chúng ta chỉ còn hai kiểu gen thôi. Đó là A nhỏ, XB lớn, XB lớn. Và A nhỏ, XB lớn, XB nhỏ. Như vậy A nhỏ, nhỏ. Cặp A này cho A nhỏ, nhỏ 1 phần 4. Cặp B cho XB lớn, 1 phần 4. Bên này cũng vậy, 1 phần 4, 1 phần 4. Như vậy nhân vô là 1 phần 16, 1 phần 16, đúng không? Có hai tổ hợp thì các em phải lấy lại tỷ lệ 1 phần 2. Nhớ cho cô là các em phải lấy lại tỷ lệ nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ đề hỏi gì? Cho các con đực vàng và cái vàng F2 giao phối với nhau theo lý thuyết, tỷ lệ đực đỏ thu được ở đời con. Bây giờ đề hỏi gì các em? Đực đỏ ở đời F3. Con đực là con XY. Mắt đỏ thì mình phải có A lớn, B gì các em? B lớn. Chúng ta giải bằng cái gì? Bây giờ trong phép line này thì các em sẽ có gì các em? A lớn này, X B lớn Y. Thì đối với câu này thì các em cần phải gì? Xác định giao tử của gì các em? Con đực vàng và con cái vàng ở F gì? F2. Vậy tóm lại ở đời con là đề hỏi A lớn, X B lớn Y, con đực đỏ. Vậy chúng ta sẽ có gì? Đây. Đối với con đực vàng thì cô sẽ có giao tử gì các em? A lớn x b nhỏ, đúng không em? Rồi. Giao tử gì nữa? A lớn y, đúng không em? Con này sẽ cho A lớn x b nhỏ, A lớn y. Rồi A lớn x b nhỏ, A lớn y bị trùng. A nhỏ x b nhỏ, A nhỏ y. Ngoài ra còn có giao tử A nhỏ x b lớn, A nhỏ y bị trùng. Như vậy con đực vàng sẽ cho 5 loại giao tử. Con cái vàng cô sẽ có giao tử là A nhỏ x b lớn và A nhỏ x b b nhỏ. Bây giờ đề hỏi A lớn x b lớn y. Mà để cho ra A lớn x b lớn y thì chúng ta sẽ có trường hợp nào nhân với nhau? Đầu tiên thì các em xác định giao tử cho cô. Giao tử A nhỏ y này chúng ta sẽ có nhiêu các em? Này, cô hướng dẫn cách tính lần lượt giao tử nha. A lớn x b nhỏ là gồm có 1 phần 4 này, đúng không? Nhân với cho A lớn là 1, b nhỏ là 1 phần 2. Yeah. Cộng với bên này là 2 phần 4. Cho ra A lớn là 1 phần 2. X B nhỏ cũng 1 phần 2. Thì nha. Như vậy giao tử A lớn X B nhỏ này cô sẽ có nhiêu? 1 phần 2 phần 16 cộng với 2 phần 16 nữa. Cô có giao tử A lớn X B nhỏ là 1 phần 4. Giao tử A nhỏ X B nhỏ thì gồm có gì các em? 2 phần 4 nhân với A nhỏ là 1 phần 2, B nhỏ là 1 phần 2. Đây kiểu gen này được em. Đấy.
Rồi A nhỏ XB nhỏ hết chưa các em? Hết rồi. Như vậy chúng ta sẽ có 1 phần gì? 1 phần 8. A nhỏ XB lớn thì chúng ta có từ kiểu dây này là gồm có 1 phần 4 nhân 1 nhân 1 phần 2 là chúng ta cũng sẽ có 1 phần 8. A lớn Y thì chúng ta cũng có gì các em? Giống với A lớn Y thì cũng giống với A lớn XB nhỏ. Tỷ lệ giống. Đó là cái gì? Chúng ta cũng có 1 phần 4. Rồi A nhỏ Y. A nhỏ Y thì chúng ta sẽ có kiểu gen này. Kiểu gen này là 2 phần 4. A nhỏ 1 phần 2. Y 1 phần 2. Đúng không? Cộng với A nhỏ Y này là 1 phần 4. A nhỏ là 1. Y 1 phần 2. Như vậy khi các em nhân vô là cũng 1 phần 4. Như vậy các em có thể quy lên. Ở đây các em có thể viết lại thành là gì? 1 phần 4 này là các em viết thành 2 phần gì các em? 2 phần 8. Đây là chúng ta xác định giao tử của các con đực mắc gì? Mắc vàng. Bây giờ chúng ta xác định tới giao tử của các con cái mắc vàng thì chúng ta gồm có cái gì? Các con cái mắc vàng thì gồm có hai loại giao tử, đó là cái gì các em? A nhỏ XB lớn, A nhỏ XB nhỏ. Giao tử XB nhỏ này là 1 phần 4. Vậy XB lớn này là 3 phần 4. Bây giờ cho đời con A lớn XB lớn Y thì chúng ta sẽ có gì? Gồm có gì các em? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy giao tử này trước. Lấy cái này trước đi nha. Cái này giao tử này là 2 phần 8. A lớn rồi mà để cho ra nhân Y á. A lớn XB lớn Y. Thì cái này có nhân với cái nào được không các em? Bên này là phải nhân với gì? À, để cho ra Y thì bắt buộc là giao tử A lớn XB nhỏ không được. Bởi vì rõ ràng Y là phải gì? Từ hai cái loại này. Còn các giao tử X này mà nhân với X bên này thì sẽ cho ra con cái. Như vậy trường hợp này chúng ta không có được đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy giao tử gì các em? A lớn Y này là 2 phần 8. Chúng ta sẽ nhân với cái này được không các em? A lớn B lớn Y được không? Được. Chúng ta sẽ nhân với 3 phần 4. A lớn Y này có nhân với A nhỏ XB nhỏ được không các em? Không. Nó sẽ cho ra XB nhỏ Y chứ không phải cho ra XB lớn. Trường hợp thứ hai là nếu như mà A nhỏ Y này mà nhân với A nhỏ nữa, hai A nhỏ này thì có cho ra A lớn không các em? Không. Như vậy chúng ta chỉ có một trường hợp duy nhất. Đó là trường hợp gì? Giao tử A lớn Y nhân với A nhỏ XB lớn. Như vậy chúng ta sẽ có 6 phần bao nhiêu các em? 32. 6 phần 32. Các em rút gọn cho cô bằng 3 phần gì? 16. Như vậy câu này chúng ta sẽ có đáp án là câu D. Đối với câu 2 này thì đây là bài toán cũng xét một cặp tính trạng do hai cặp gen tương tác theo kiểu gì các em? 961. Gen nằm trên nhiễm sắc thể X. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang câu số 4. Chúng ta sang câu 4. Cho gà trống lông sọc. Như vậy, đề này đã cho đối tượng sinh vật đó là gà trống. Lông sọc màu xám giao phối với con mái cùng kiểu hình, có nghĩa là mái cũng sọc xám. Như vậy các em nhìn vô thì đây là phép Lai gì các em? Hai cặp tính trạng. Ở X1 thu được con trống này, 37,5 trống sọc xám, 12,5 trống sọc vàng. Đây là con trống nha các em. Rồi con mái, 15% mái sọc xám, 3,75 mái trơn xám, 21,25 mái trơn vàng, 10% mái sọc vàng. Như vậy các em thấy là nhìn vô kết quả phép Lai là thấy đực và cái như thế nào? Khác nhau. Tỷ lệ kiểu hình khác nhau ở đực và cái. Như vậy chứng tỏ có hiện tượng là có gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Vậy thì khi mà đề cho đối tượng là ở gà trống thì các em viết luôn cho cô. Đó là con trống. Con trống thì ở gà là con trống XX nha các em. Sọc xám. Lai với con mái cùng kiểu hình con mái XY cũng sọc xám luôn.
F1 100%. F1 thu được. Như vậy, ở đây là bài toán phép Lie hai cặp tính trạng. Vậy thì các em cần phải xét tính trạng thứ nhất, đó là tính trạng dạng lông, dạng sọc hay dạng trơn. Thì ở F1, các em xét cho cô ở giới đực, ở giới cái và cả hai giới theo tỷ lệ như thế nào. Bây giờ chúng ta xét này, ở F1 này, con trống sọc với sọc, đây nha, con trống là sọc với sọc. Như vậy con trống là 100% sọc, cô sẽ ghi là một sọc. Ở con mái này em, ở con mái thì gồm có 15% sọc, 10% sọc là 25, đúng không? Trơn là 3,75 với 21,25 trơn. Như vậy cộng lại là 25%. Vậy thì ở con mái này một sọc, một trơn. Bây giờ các em quy lên cả hai giới. Ở cả hai giới thì trong một phép Lie, số cá thể đực và cái sẽ bằng nhau, tỷ lệ 1:1. Vậy ở đây chúng ta có hai tổ hợp ở con cái, một sọc một trơn, thì các em sẽ quy lên ở con đực cũng có hai tổ hợp, quy lên là hai sọc. Như vậy khi các em cộng đực và cái lại thì các em sẽ có ba sọc một trơn. Và cái trơn này chỉ biểu hiện ở con gà mái là con XY. Đấy nha. Vậy thì tính trạng này do một cặp gen quy định. Và gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Đời con cho 3:1. Và tính trạng 3 trội 1 lặn. Sọc là trội so với trơn. Và cái trơn này biểu hiện ở cơ thể XY. Cho nên chúng ta suy ra gen nằm trên X. Ở đây chúng ta sẽ có phép Lie của B. XA lớn XA nhỏ nhân với XA lớn Y. Nha. Ở trong đấy thì A lớn là sọc, trội hoàn toàn so với A nhỏ là trơn. Và gen này nằm trên gì em? X. Đây là tính trạng thứ nhất. Kem sang tính trạng thứ hai là tính trạng màu lông. Ở tính trạng màu lông này thì màu xám Lie với màu xám thì ở F1 kem xét riêng giới đực, giới cái và cả hai giới. Ở giới đực này em 37,5 xám, 12,5 vàng. Như vậy ở giới đực chúng ta sẽ có 3 xám, 1 vàng. Còn ở giới cái, kem tính xám cho cô. Xám là 15 xám này, cộng với 37,5 này là 18,75 xám. Còn vàng là 21,25 với 10% vàng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 18,75 xám, 31,25% vàng. Kem rút gọn tỷ lệ này cho cô, chúng ta sẽ được 3 xám, 5 vàng. Vậy khi mà chúng ta quy ra cả hai giới thì như thế nào? Ở giới đực là 3, 1 là 4 tổ hợp, ở giới cái là 3, 5 là 8 tổ hợp. Như vậy, các em cần phải quy ra giới đực là thành 8 tổ hợp giống ở giới cái. Ở giới đực 3, 1 thì các em quy lên cho cô là bằng 6, 2. Như vậy 6 xám, 2 vàng. Cộng lại cả hai giới là các em sẽ có 9 xám, 7 vàng. 9, 7, đây là một tính trạng mà 9, 7 có nghĩa là có 16 tổ hợp. Như vậy tính trạng màu lông này do tới hai cặp gen quy định. Hai cặp gen này chúng ta quy ước là B và D. Hai cặp gen này phân ly độc lập thì mới cho ra 16 tổ hợp, đúng không em? Cộng lại 16 tổ hợp này. Trong đó tỷ lệ kiểu hình ở đực và cái khác nhau. Như vậy chúng ta suy ra sẽ có một cặp nằm trên nhiễm sắc thể thường và một cặp nằm trên nhiễm sắc thể gì? Giới tính. Như vậy cô quy ước B lớn D lớn là xám. Còn lại B lớn D nhỏ, B nhỏ D lớn và B nhỏ D nhỏ là vàng. Vậy phép Lie B này cô sẽ có là gì em? XB lớn XB nhỏ D lớn D nhỏ nhân với XB lớn Y D lớn D nhỏ. Vậy thì ở đây cô có kiểu gen của cặp A hình dạng lông. Kiểu gen của cặp B với D là màu lông.
Bây giờ cô ghép giữa các cặp gen này lại với nhau theo từng giới thì ở B cô sẽ có kiểu gen như sau. Cô ghép lại nha. Ở con đực XX thì cô sẽ có gì chăng? Đây. A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Tuy nhiên chúng ta chưa biết đều hay chéo thì chúng ta viết tạm như thế này. Còn cặp D sẽ là D lớn D nhỏ. Ở con gà mái XY thì cô ghép vô sẽ là A lớn, B lớn, XD lớn, D gì càng nhỏ. Bây giờ giao tử của B. Ở đây cô sẽ có là gì càng? Cô chỉ xác định giao tử của cặp X thôi các em. Còn cặp D thì cô để im, cô không viết. Nếu mà các em viết ra cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ bị rối. Các em không nên viết nha. X A lớn B lớn sẽ bằng A nhỏ B nhỏ. X A lớn B nhỏ sẽ bằng X A nhỏ B gì em? B lớn. Còn bên này cô sẽ có A lớn B lớn sẽ bằng Y, bằng 1 phần 2. Ở đời con F1. Ở đời con thì chúng ta nên chọn cái kiểu hình con trống hay con mái để các em đang xét. Vậy mục đích của mình để làm gì? Mục đích của mình là để xác định tỷ lệ kiểu gen, tỷ lệ giao tử của bốn loại giao tử này, suy ra kiểu gen của B. Đúng không? Vậy thì trong phép like này thì các em chú ý cho cô, mình nên chọn con đực hay con cái, con trống hay con mái. Nếu mà chọn giao tử x a lớn b lớn mà nhân với bốn loại giao tử này thì nó sẽ cho ra con trống. Và con trống này thì toàn bộ có kiểu hình A lớn B lớn hết. Như vậy mình không nên chọn con trống, mà các em nên chọn con XY. Con XY đó là con gì các em? Con mái. Con XY này là bằng giao tử Y nhân với bốn loại giao tử này. Như vậy A lớn sọc A nhỏ trơn, B lớn D lớn xám, còn B lớn D nhỏ, B nhỏ D lớn, B nhỏ D nhỏ vàng. Vậy thì chúng ta nên chọn kiểu hình nào để chúng ta xét? Xám và vàng thì các em nên chọn xám. Vì sao? Xám chỉ có nhóm B lớn, D lớn cho xám thôi. Vàng có tới 3 nhóm, rất khó để xét. Còn sọc và trơn, các em thích chọn cái nào cũng được. Ở đây, cô sẽ chọn cái gì các em? Cô sẽ chọn con gà mái là con XY. Sọc đi. Cô chọn con gà mái, sọc với xám. Sọc thì cô có A lớn, xám thì cô có B lớn, D lớn. Sọc xám này sẽ bằng bao nhiêu? Đây con mái nha các em. Con mái sọc xám này. Các em thấy đề cho con mái sọc xám bao nhiêu đây các em? 15% mái sọc xám. Như vậy cô sẽ có 0,15. 0,15 này bằng cái gì? Trong phép like cặp B này thì các em tách riêng ra. D lớn là 75, 0,75. Đúng không? Cặp D lớn, cô tách riêng cặp D lớn. Còn riêng cặp XY thì con mái ở đời B này, XY này nó sẽ cho giao tử Y là 1 phần 2. Vậy các em sẽ tính giao tử A lớn B lớn. A lớn B lớn là các em lấy 0,15. Các em chia cho 0,75. Chia tiếp cho 0,5. Như vậy giao tử A lớn B lớn này sẽ bằng 0 phẩy mấy em? 0,4. Như vậy A lớn B lớn này là các em bấm ra cho cô đã được bấm rồi là 0,4. Vậy hai cái giao tử còn lại là 0,1. Vậy kiểu gen của B này là đều hay chéo vậy các em? Đều. F bằng bao nhiêu? A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ. F sẽ bằng hai giao tử hoán bị còn lại là 20%. Vậy mục đích của mình là phải xác định kiểu gen của B. Ở con trống XX, con mái XY, chúng ta xác định kiểu gen của B xong. Bây giờ đề hỏi gì? Nếu cho con gà trống ở B lai phân tích. Bây giờ cho con gà trống ở B. Con gà trống ở B sẽ có kiểu gen này nè các em. Gà trống ở B có kiểu gen này, đúng không? Đấy, F bằng 20%. Lai phân tích. Lai phân tích là lai với gì các em? Đồng hợp lặng. Vậy, lai phân tích thì chúng ta lấy lai với gì? Lai phân tích là lai với con đồng hợp lặng như sau. Lai phân tích thì chúng ta sẽ có con XY, A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Nha. Vậy, cặp A, cặp XY cô sẽ có giao tử A nhỏ, B nhỏ, Y.
bằng 1 phần 2. Cặp D cô để im đây, cô không tính. Được chưa các? Bây giờ câu A. Phát điểm nào đúng? Tỷ lệ gà mái sọc xám bằng tỷ lệ mái trơn vàng. Đây là phép Lai phân tích con gà trống XX của B, chứ không phải là phép Lai tạp giao nha. Các em đọc kỹ đề nha. Các em cần phải đọc kỹ dữ kiện này. Cho con gà trống ở B Lai phân tích này. Rồi bây giờ ở đời con. Câu A. Tỷ lệ mái, đây câu A này, tỷ lệ mái, con mái là con xy, sọc xám, sọc là A gì các em? A lớn, xám là B gì? B lớn. A lớn, B lớn, D lớn. Bằng con mái trơn vàng, con mái là XY. Trơn, trơn là A nhỏ. Vàng, vàng thì chúng ta sẽ có là B lớn, D nhỏ. Rồi. B nhỏ, D lớn. Và gì các em? B nhỏ, D gì? D nhỏ. Rồi các em tính kiểu hình này trước đây. Tính kiểu hình này trước. Kiểu hình A lớn B, kiểu hình x A lớn B lớn y D lớn này sẽ bằng cái gì đây các em? A lớn B lớn là 0,4, y là 1 phần 2. Trong phép Lai phân tích D lớn D nhỏ nhân với D nhỏ cho đời con D lớn là 1 phần 2. Như vậy các em sẽ có 0,4 chia 4 là 0,1. Còn con mái trơn vàng chúng ta sẽ có 3 kiểu gen đúng không? 3 kiểu gen này như thế nào? Cô xóa bớt ở đây cho nó gọn nha. Con mái trơn vàng. Rồi, A nhỏ B lớn là 0,1. Y là 1 phần 2. D nhỏ là 1 phần 2. Đây là phép Lai phân tích nha các em. X A nhỏ B nhỏ là 0,4. Y là 1 phần 2. D lớn là 1 phần 2. Còn ở đây cũng vậy. 0,4 nhân 1 phần 2. Nhân với D nhỏ là 1 phần 2. Như vậy rõ ràng kiểu hình của gì các em? Con mái sọc xám, đây con mái sọc xám là 0,1 so với kiểu hình của gì? Trơn vàng thì trơn vàng sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn đúng nha. Như vậy câu A sai. Bây giờ các em sang câu B. Tỷ lệ con mái trơn xám, con mái là xy. Trơn là A gì các em? A nhỏ. Mái trơn xám, xám là B lớn, D lớn. Bằng con mái trơn vàng. Con mái trơn vàng, trơn là A nhỏ, vàng là B lớn, D nhỏ. Rồi. B nhỏ, D lớn, đúng không em? Và gì? B nhỏ, D nhỏ. Như vậy cái này các em cũng bấm tương tự như cho cô giống như ở trên đây. Đầu tiên con mái trơn xám, A nhỏ B lớn là 0,1, Y là 1 phần 2, D lớn là 1 phần 2. Như vậy các em sẽ có con mái trơn xám 1 phần 4 nhân 0,1. Như vậy chúng ta sẽ có 0,025. Còn ba cái kiểu gen này thì giống như ở trên đây này thang, giống như trơn vàng trên đây thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có 0,225. Như vậy rõ ràng là không có bằng nhau. Được chưa? Chúng ta sang câu C. Tỷ lệ gà mái lông sọc vàng là 30%. Con mái là con XY. Lông sọc là A lớn. Vàng. Vàng thì cô sẽ có gì các em? B lớn D. D nhỏ. A lớn B nhỏ. D lớn. Và A lớn, B nhỏ, D nhỏ. Được nha. Chúng ta sẽ tính như sau. Trong phép Lai này, x A lớn, B lớn là 0,4. Nhân với y là 1 phần 2. D nhỏ 1 phần 2. Bây giờ nào, cộng với A lớn, B nhỏ là 0,1. Y 1 phần 2. Cặp D, Lai phân tích, cặp D cho D lớn 1 phần 2. Cộng với
A lớn B nhỏ là 0,1, Y là 1 phần 2, XD nhỏ là 1 phần 2. Các em bấm cho cô bằng bao nhiêu? Các em sẽ có là 0,15. Rồi, như vậy đối với câu C chúng ta sai. Câu D, con mái sọc xám. Con mái là XY này nha. Sọc thì chúng ta sẽ có A lớn, xám là B lớn, D gì em? D lớn. Như vậy XA lớn B lớn là 0,4, Y là 1 phần 2, XD lớn cũng 1 phần 2. Như vậy các em bấm cho cô là có 0,1, có nghĩa là 10%. Như vậy trong câu này đáp án D đúng. Được chưa? Vậy thì đây câu 4, đây là một bài toán tích hợp các quy luật di truyền, trong đấy có hiện tượng là có gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Đây là phép Lai hai cặp tính trạng, một cặp thì nằm trên giới tính X, còn một cặp thì do tương tác gen, tương tác bổ sung. Trong đấy có một cặp liên kết giới tính hoán vị với cặp tính trạng thứ nhất và một cặp là nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường. Như vậy bài toán này khá phức tạp. Tuy nhiên nếu như các em biết cách giải theo trình tự thì chúng ta cũng thấy là nó rất dễ dàng thôi, không có khó lắm không à. Chúng ta sang bài 5. Ở một loài côn trùng, cặp nhiễm sắc thể giới cái là XX, giới đực là XY, màu sắc cắn do hai cặp gen phân ly độc lập. Như vậy khi mà các em đọc đề như này, đề đã cho gì? Con cái là XX, con đực là XY, đã cho cặp giới tính. Màu sắc cắn do hai cặp gen, màu sắc cắn thì do tới hai cặp gen, như vậy chứng tỏ tương tác. Bây giờ cho phép Lai. Con cái, đề đã cho con cái là XX, cánh đen, thuần chủng, giao phối với con đực là XY. Cái ý nha gan, đực XY. Con trắng thuần chủng. Thu được F1, 100% đen. Chúng ta suy được quy luật chưa gan? Chưa, chưa biết kiểu tương tác gì. Bây giờ cho con đực Lai với con cái có kiểu gen đồng hợp lạnh. Bây giờ con đực F1. Con đực F1 này là đen, con đực là XY. Lai với con cái là XX có kiểu gen đồng hợp lặng, có nghĩa là Lai phân tích đó các em. Cho ra đời FA có tỷ lệ hai đực trắng, như vậy xét riêng giới đực và giới cái cho cô. Ở giới đực thì chúng ta sẽ có hai trắng. Ở giới cái thì các em sẽ có một đen, một trắng. Bây giờ cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Vậy thì các em phải xác định kiểu gen của F1 là gì đã thì mới cho F1 giao phối ngẫu nhiên đúng không? Ở FA này chúng ta quy ra tổng ra. Vậy thì ở đây cả hai giới cô sẽ có một đen, ba trắng. Lai phân tích mà cho bốn tổ hợp, chứng tỏ con đực F1 này sẽ cho bốn loại giao tử A lớn A nhỏ, X, B lớn, Y. Vậy con cái này đồng hợp lặng này sẽ là A nhỏ, X, B nhỏ, X, B nhỏ. Như vậy đây là tương tác gì các em? Đây là tương tác gen theo kiểu gì? Để xác định theo kiểu gì thì các em có thể nhắc cho cô ở FA. Cặp A các em cắt riêng ra là một A lớn A nhỏ, một A nhỏ A nhỏ. Cặp B thì cô sẽ có một X, B lớn, X, B nhỏ, một X, B nhỏ, Y. Các em nhân vô. Một đen này. Đấy. A lớn, B lớn, đen. Ở F1 là các em thấy A lớn B lớn đen, bây giờ cũng một đen. Như vậy chứng tỏ là tương tác theo kiểu bổ sung. A lớn B lớn đen, còn lại là gì các em? A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn, A nhỏ B nhỏ, còn lại là trắng. Được nha. Vậy thì tương tác bổ sung theo kiểu gì các em? 97. Vậy tóm lại chúng ta đã xác định kiểu gen của con đực F1. Đây, chúng ta xác định được kiểu gen của con đực. Vậy từ kiểu gen của con đực này các em suy ngược ra B. Chứng tỏ B này con đen thuần chủng này là A lớn, X, B lớn. Lai với A nhỏ, X, B nhỏ, Y. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra ở F1 kiểu gen của nó sẽ là gì các em? Con đực sẽ là A lớn, A nhỏ, X, B lớn, Y. Và con cái sẽ là A lớn, A nhỏ, X, B lớn, X, B nhỏ. Rồi bây giờ cho F1 giao phối với nhau. Như vậy hai kiểu gen này giao phối với nhau cho ra đời F ha. Bây giờ đề hỏi
Trong số con cánh trắng ở F2, con đực chiếm tỷ lệ. Đây các em, bây giờ chúng ta thực hiện yêu cầu của đề bài. Trong số con cánh trắng, trắng là A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn, A nhỏ B nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ có cái trắng và đực trắng. Vậy thì để tính tổng số cánh trắng thì theo cô các em nên tính loại trừ. Trắng sẽ bằng 1 trừ cho về các em đỏ là ra con trắng. Số con đực chiếm tỷ lệ. Vậy con đực trắng thì cô sẽ có gì các em? A lớn x b nhỏ y. A nhỏ x b lớn y. Và A nhỏ x b nhỏ y. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ tính cho cô. Rồi, dựa vào phép lai của F1 là với M1, các em tính cho cô sẽ bằng cái gì? Trong phép lai này A lớn là 3 phần 4, đúng không em? XB nhỏ y là 1 phần 4, cộng với A nhỏ là 1 phần 4. XB lớn y là nhiêu? 1 phần 4, cộng với A nhỏ là 1 phần 4. XB nhỏ y cũng 1 phần 4, chia tổng. Tổng tổng trắng là mình sẽ lấy 1 trừ đỏ. Đỏ thì sẽ là cái gì các em? Đỏ là A lớn, B lớn, đúng không? A lớn, x, b, b lớn. Như vậy trong phép lai này A lớn là 3 phần 4. X, b lớn gạch cũng 3 phần 4 luôn. Rồi các em bấm cho cô bao nhiêu? Vậy thì ở trên tử này cô sẽ có 5 phần 16. Chia cho dĩ mẫu là nhiêu các em? 7 phần 16. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là 5 phần 7. Câu D. Đây cũng là một bài toán tích hợp giữa tương tác với gì các em? Giới tính. Chúng ta sang câu 6. Ở một loài động vật, con đực thuần chủng cánh dài lông đuôi, giao phối với con cái, cánh ngắn không có đuôi, cho ra F1 100% dài có đuôi. F1 giao phối với nhau cho ra F2 tỷ lệ kiểu hình ở hai giới. Như vậy các em nhìn vô nè. Tỷ lệ kiểu hình ở giới đực và giới cái khác nhau, chứng tỏ có hiện tượng là có gen nằm trên gì? Giới tính. Vậy vấn đề của bài này thì các em xem như thế nào. Đầu tiên cho một con động vật, cho một ở một loài động vật, con đực thuần chủng dài có đuôi lai với con cái ngắn không có đuôi. Vậy đề đã cho động vật này là động vật gì chưa các em? Chưa. Cho nên chúng ta chưa xác định được cặp giới tính là XX, con đực là XX hay là XY? XY. Vậy đây là bài phép lai hai cặp tính trạng. Vậy cách giải ở đây các em cũng xét riêng và xét về, xét chung. Như vậy đầu tiên, anh em B, con đực này, con đực thuần chủng cánh dài có đuôi lai với con cái thuần chủng ngắn không đuôi, cho ra F1 100% dài có đuôi. F1 giao phối với nhau cho ra F2 như sau. Bây giờ các em tách riêng từng tính trạng cho cô. Như vậy các em thấy có hai tính trạng. Thứ nhất là chiều dài cánh và thứ hai là có lông đuôi hay là không có lông đuôi. Bây giờ tính trạng cánh. Xét tính trạng thứ nhất là tính trạng cánh này. Thì ở F2 giới đực nhiêu, giới cái nhiêu, cả hai giới bao nhiêu, cả hai giới tỷ lệ bao nhiêu. Rồi đầu tiên ở giới đực trước nha các em, dài ngắn 90 dài 30 ngắn ở con đực này, như vậy cô sẽ có dài một ngắn. Đây là ở con đực. Ở con cái thì dài là cô sẽ có 36 này với 9 là cô sẽ có 45 dài. Ngắn ngắn là 24 với 51 thì cô sẽ có nhiêu? 75 ngắn. Như vậy cô rút gọn 45 dài 75 ngắn. Cô sẽ có tỷ lệ bao nhiêu em? Cô sẽ có 3 dài 5 gì? 5 ngắn. Như vậy ở con cái cô có 3 dài 5 ngắn. Được chưa? Vậy cả hai giới bao nhiêu?
Em thấy giới thực 31 là 8 tổ hợp, giới cái 3 31 là 4 tổ hợp, giới cái 3 5 là 8 tổ hợp. Như vậy cô cần phải quy ra cho đủ 8 tổ hợp giống như con cái. Như vậy 31 thì bây giờ cô quy ra thành 62. Vậy cả hai giới thì cô sẽ có 9 dài. Mấy ngắn em? 7 ngắn. Được nha. Mà 9 dài 7 ngắn suy ra đây là quy luật gì? Tương tác gen. Vậy cặp tính trạng cắn này, chiều dài của cắn này thì do hai cặp gen quy định. Trong đấy cô sẽ có gì? Cô quy ước cặp A và B. 9 dài 7 ngắn thì chúng ta sẽ có A lớn, B lớn là dài. Còn A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn, A nhỏ, B nhỏ là ngắn. Rồi được chưa em? Mà ở đây đực và cái khác nhau, chứng tỏ một cặp nằm trên nhiễm sắc thể thường và một cặp nằm trên giới tính. A lớn A nhỏ, ít B lớn, ít B nhỏ, nhân với A lớn A nhỏ, ít B lớn Y. Thì nha. Đấy. Như vậy, nếu như mà xét gen nằm trên X, thì chúng ta sẽ có con XX là con đực hay con cái. Vậy để kiểm tra thì các em sẽ viết cái kết quả này ra cho cô. Ở cặp này sẽ cho ra cặp A sẽ 3A lớn, 1A nhỏ. Cặp B thì cô sẽ có 1 XB lớn, XB lớn. 1 XB lớn, XB nhỏ. Thì bây giờ cô quy lên là thành 2XB lớn, X gặp 1 XB lớn Y và 1 XB nhỏ Y. Thì nha các em. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có A lớn với XB lớn là sẽ có gì các em? Là 6 gì? Con XX này là cô sẽ có 6 A lớn B lớn là 6 dài và 2 gì? 2 ngắn. Như vậy XX sẽ là con gì các em? Con đực. Trong trường hợp này nếu như mà gen nằm trên X thì cô sẽ có này 3A lớn với 2B lớn X thì cô sẽ có 6 dài. Rồi A nhỏ với XB lớn cô sẽ có 2 ngắn. Được chưa? Vậy thì suy ra XX sẽ là con gì? Ở đây 6 dài mà 2 ngắn thì XX sẽ là con đực. Còn XY sẽ là con gì? Con cái. Tuy nhiên, đề cho rằng là gì? Tính trạng lông đuôi do một gen có hai allele quy định không đột biến và chỉ xảy ra hoán vị ở con cái. Thì các em chú ý cho cô. Nếu mà xảy ra ở hoán vị ở con cái mà xảy ra XY thì có hợp lý hay không? Được chưa? Vậy thì trường hợp thứ nhất thì XX mà con đực XY mà là con cái thì chúng ta có gen nằm trên X. Còn nếu như mà ngược lại XX mà là con cái, XY mà là con đực thì để cho ra 31 thì cô để cho ra 9 7 9 dài 7 ngắn như thế này thì cô sẽ có gì các em? 3A lớn 1A nhỏ cô sẽ có phép lai. Các em chú ý bài này tương đối khó nha. Cô sẽ có phép lai gì? Có thể cô có phép lai thứ hai là A lớn A nhỏ, XB lớn, XB nhỏ nhân với A lớn A nhỏ, XB nhỏ, YB lớn. Gen nằm trên XY. Vậy trong phép lai này thì cô sẽ có gì các em? 3A lớn, 1A nhỏ. Rồi. B thì cô sẽ có 1XB lớn, XB nhỏ. 1XB nhỏ, XB nhỏ. 1XB lớn, YB lớn. 1XB nhỏ, YB lớn. Như vậy khi cô nhân vô, con đực 6 dài. Vậy ở đây, con đực là trong trường hợp này là con đực XY đúng không? Đây, gồm có 2 XYB lớn này. Nhân với 3 này sẽ cho ra con đực 6 dài và 2 gì các em? 2 ngắn. Như vậy, nếu như mà cặp giới tính này mà XX là con cái mà XY là con đực thì các em sẽ có trường hợp là gen nằm trên vùng tương đồng XY. Như vậy tóm lại chúng ta có hai trường hợp có thể xảy ra. Được chưa? Nhưng mà ở bài này chúng ta chưa biết là con cái là XX hay là con đực sẽ là XY. Bây giờ chúng ta nên
tính tiếp, xét tiếp cặp tính trạng thứ hai rồi chúng ta mới suy ra. Cặp tính trạng thứ hai là tính trạng có lông đuôi. Thì ở F2, con đực nhiều, con cá nhiều. Tính trạng có đuôi. Em chú ý cho cô. Con đực này em 90 đuôi với 30 đuôi. Như vậy con đực là 100% đuôi. Con cái 36 đuôi với 24 đuôi là 60. Không đuôi là 95 mốt cũng 60. Như vậy một có một không. Vậy kem cộng cả hai giới là ai? Như vậy chúng ta sẽ có 3 có 1 không. 3 có lông đuôi, 1 không có lông đuôi. Và không có lông đuôi này á thì ở con gì các em? Con cá. Vậy thì khi mà xét cả hai tính, đối với tính trạng lông đuôi á các em thì chúng ta cũng sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu như con đực là xx, con cái mà là xy thì cô sẽ có phép la gì? Giữ gì các em x cả. Ở đây cô quy ước cặp D đi. XD lớn, XD nhỏ. Nhân với xy là con cái đúng không? Mà tính trạng này biểu hiện ở con cái. Như vậy chúng ta sẽ có xd lớn y, gen nằm trên x. Trường hợp thứ hai, ở trường hợp thứ hai này thì con đực sẽ là xy và con cái sẽ là xx. Mà đời con biểu hiện ở con cái xx thì chứng tỏ gen này phải nằm trên vùng tương đồng gì các em? Xy. Xd lớn xd nhỏ nhân với xd nhỏ yd lớn. Đây. Như vậy cả hai tính trạng này chúng ta có hai trường hợp. Tuy nhiên đề bài cho rằng hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái thôi nha các em. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái là con xx. Vậy thì bây giờ hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái. Trong hai trường hợp này thì con cái phải là con xx thì mới xảy ra hoán vị gen được đúng không em? Vậy con cái mà xx thì chúng ta sẽ có trường hợp thứ gì? Thứ hai. Đây là cặp tính trạng thứ nhất. Được nha. Đây là cặp tính trạng thứ gì? Thứ hai, con cái là xx. Đây. Mà con cái mà là xx á, thì chứng tỏ hai trường hợp này các em thấy là gen nằm trên vùng tương đồng gì các em? Xy. Các em gộp lại. Khi mà các em gộp cả hai tính lại thì chúng ta sẽ có như thế nào? F1 nhân với F1 sẽ có kiểu gen như sau. Các em gộp cặp A, AB, cặp XX lại các em. Cô sẽ có A lớn hay nhỏ XX. Riêng cặp B và D, dị hợp hai cặp. Chúng ta chưa biết đều hay chéo, chúng ta không biết được. Kiểu gen XY thì cô sẽ có A lớn, A nhỏ, X, B nhỏ, D nhỏ, Y, B lớn, D lớn. Được chưa? Hoán vị gen xảy ra ở con cái thì chúng ta sẽ có giao tử B. Ở đây cô sẽ có gì đây? Cặp A cô không biết. Ở đây cô sẽ có B lớn, D lớn sẽ bằng B nhỏ, D nhỏ. X B lớn, D nhỏ sẽ bằng X B nhỏ, D lớn. Đúng. Còn bên này cô sẽ có B nhỏ, D nhỏ sẽ bằng Y. X B nhỏ, D nhỏ sẽ bằng Y. B lớn, D lớn bằng 1 phần 2. Rồi, bây giờ khi mà xét chung cả hai tính thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Ở con đực này các em. Con đực tính trạng thứ nhất là 3, 1. Tính trạng thứ hai là 1, nhân vô là 3, 1. Rồi, giống kết quả phép la. Con cái tính trạng thứ nhất là 3, 5. Tính trạng thứ hai là 1, 1. Như vậy đáng lẽ nhân vô là 3, 3, 5, 5. Nhưng mà kết quả ở con cái có cho 3, 5. 3, 3, 5, 5 không các em? Không. Như vậy chúng ta suy ra nó gì? À, hoán vị. Vậy bây giờ các em sẽ chọn từ cái phép la F1, la F1 này thì các em sẽ chọn một cái kiểu hình ở F2 để các em suy ra. Các em nên chọn kiểu hình gì các em? XY hay XX? Trong trường hợp này chúng ta không nên chọn XY bởi vì để chọn mà XY thì Y này là B lớn, D lớn. Nhân với X nào cũng cho ra B lớn, D lớn hết.
như vậy không suy ra được, mà mình phải chọn con gì các em? X x rồi mình lấy x x x b nhỏ d nhỏ của con đực nhân với bốn loại x này, như vậy mình phải chọn con x x trong đấy có một giao tử là b nhỏ d nhỏ rồi, đúng không em? Vậy thì các em sẽ chọn gì? Bây giờ tương tác nhiên a lớn b lớn dài, a lớn b nhỏ, a nhỏ b lớn, a nhỏ b nhỏ ngắn. Đây, đây là tương tác nhiên này. Thì các em sẽ chọn cho cô dài để các em mình suy ra. Được chưa? Còn cặp D á, thì chúng ta đã có là ba đuôi với một không đuôi rồi đúng không? Cặp D thì chúng ta có là D lớn là có đuôi, rồi so với D nhỏ là không đuôi. Vậy bây giờ cô sẽ chọn dài và có đuôi. Dài, dài là A lớn, B lớn, có đuôi thì sẽ là D. Có đuôi thì sẽ là D lớn. Cô chọn dài có đuôi. Thì cho em dài có đuôi. Và cô chọn con XX là con cá. Vậy trong một phép line đây, F1, cô tô cái phép line F1 cho em xem. Đây nha. Đây là phép line F1 này. Được nha. Kem tách riêng cặp A riêng ra. A lớn A nhỏ nhân với A lớn A nhỏ là 3 phần 4. XB nhỏ D nhỏ này là nhận từ con đực là 1 phần 2. Vậy XB lớn D lớn. Con dài có đuôi này. Con cái dài có đuôi chiếm bao nhiêu? Con cái dài có đuôi chiếm 36. 36 con này nha. Đấy. Trên tổng số cá thể của giới cái. Tổng số cá thể của giới cái là 36 cộng 9 cộng 24 cộng với 51 bằng 120. Như vậy dài có đuôi là 36 trên 120. Như vậy chiếm tỷ lệ bao nhiêu em? 0,3. Ở đây là 0,3 trên tổng số con xx. Bởi vì 0,3 trên tổng số con xx cho nên xb nhỏ d nhỏ này chúng ta sẽ có tỷ lệ bằng 1. Cái này bằng 0,3. Suy ra xb lớn d lớn này các em sẽ có nhiêu? 0,3 chia cho 0,75. Như vậy các em sẽ có 0,4. Như vậy xb lớn d lớn là 0,4, cái này là 0,1. Như vậy đối với câu này sẽ hoán vị gen với tần số bao nhiêu em? 20%. XB lớn D lớn, XB nhỏ D nhỏ, F sẽ bằng nhiêu? 20%. Được chưa? Bây giờ câu hỏi. Các cặp gen quy định tính trạng cùng nằm trên vùng không tương đồng X sao? Nằm trên vùng tương đồng XY. Tần số hoán vị gen bằng 20% đúng. Tính trạng hình dạng cánh. Hình dạng cánh là cánh dài với cánh ngắn các em, do hai cặp gen không alen tương tác bổ sung đúng. Cặp gen quy định tính trạng lông đuôi nằm ở vùng không tương đồng y sao? Nằm ở vùng tương đồng xy. Cho con cái F1 lai phân tích. Bây giờ các em cho con cái F1 lai phân tích. Trong tổng con đực được sinh ra, đây con cái F1, con cái F1 có kiểu gen nào các em? Đây có kiểu gen này. Được nha. Bây giờ đi lai phân tích. Trong tổng số con đực được sinh ra, con dài không đuôi chiếm tỷ lệ nhiêu? Bây giờ cô cho like phân tích nha. Cô cho like phân tích thì cô sẽ có kiểu gen sau. Đó là A nhỏ, XY, B nhỏ, D nhỏ, D nhỏ. Ở đây cô sẽ có giao tử là gì? XA nhỏ, B nhỏ. XB nhỏ D nhỏ sẽ bằng Y cũng B nhỏ D nhỏ luôn, bằng 1 phần 2. Bây giờ cô hỏi, đề hỏi. Sinh ra kiểu hình dài không đuôi. Trong số con đực được sinh ra thì kiểu hình dài không đuôi. Bây giờ, trong số con đực được sinh ra. Trong số con đực là trong số con gì các em? XY. Con dài không đuôi. Dài là gì? Mình đã biết dài là A lớn B lớn, không đuôi là gì các em? D nhỏ. Như vậy cô sẽ có gì các em? Dài là A lớn B lớn này,
không đuôi là đê gì? Đê nhỏ. Thì nha. Như vậy ở đây có thể là xb lớn hoặc yb lớn. Cái chỗ này cô viết chung lại là b lớn để cho mình khỏi bị nhầm. Rồi. Bây giờ trong tổng số con đực mà con đực dài không đuôi thì phải là con xy luôn. Vậy trong phép Lai này nhiêu? Lai phân tích thì cặp a lớn hay nhỏ, Lai với a nhỏ nhỏ cho a lớn 1/2. Được chưa em? Rồi. Trong phép Lai phân tích này thì rõ ràng là cặp y này là sẽ cho b nhỏ d nhỏ, đúng không? Vậy chứng tỏ cái giao tử b lớn này là phải ở giao tử gì các em? Ở con ở nhịp xét thể x. Như vậy y b nhỏ d nhỏ này sẽ nhận từ con gì? Con đực là 1/2. Vậy thì b lớn d nhỏ này nhận từ con cái sẽ là 0,1. Được nha. Chia cho tổng con xy trong bộ phép Lai, tổng con xy là 0,5. Như vậy kết quả chúng ta sẽ có gì các em? Sẽ bằng 0,05. Như vậy 0,05 này đúng với 0,05. Đúng không các em? 0,05 chứ không phải là 0,05%. Cái này sai nha, các em đọc kỹ đi. Đáp án sẽ bằng 0,05, sẽ bằng 5%. Như vậy số 4 sai. Ở câu này chúng ta sẽ có hai ý đúng. Thì nha, số nhận xét đúng. Vậy đối với câu này thì khó ở chỗ là gì? Câu này đây là toán tích hợp. Một cặp tính trạng là tương tác, bổ sung. Một cặp gen nằm trên thường, một cặp nằm gen nằm trên giới tính. Cặp tính trạng thứ hai là gen cũng nằm trên giới tính. Và ở đây với các dữ liệu để cho thì mình suy ra con xx là con cái, xy là con đực. Nha. Và gen nằm trên vùng tương đồng gì các em? Xy. Cho nên câu này thì các em nhiều bạn giải rất là loay hoay, các em giải một hồi thường là các em sẽ đặt để gen nằm trên x. Mà khi mà các em để gen nằm trên x là các em giải sẽ không ra. Như vậy vừa rồi cô đã giới thiệu một số bài tập toán tích hợp mà có di truyền liên kết giới tính. Và đặc biệt ở đây trong video này thì nhấn mạnh giữa tích hợp giữa tương tác gen và giới tính. Những video sau cô lại tiếp tục ra các dạng bài tập về giới tính và kết hợp với gì các em liên kết gen hoán đổi gen nữa. Vậy video này cô xin kết thúc. Nếu cái gì thắc mắc thì các em có thể nhắn tin cho cô. Và xin chào các em, chúc các em học tốt cái dạng này.